Đây là quang cảnh của, trên Phân Lam Hill Homestay ở trên khu vực Đắk Nông, thác gần thác Bà Rây Sáp nè. Là quang cảnh ở trên phốc đây, quay lại à, đẹp dữ à. Mới ngủ dậy à. Đẹp ghê ha. Đẹp rừng, giữa rừng cây quá đẹp. Có thấy chỗ này đẹp hơn? Ở này là độ cao khoảng chừng 700 mét.